chị ra ngoài này chị xíu. Đó, như vậy. Kêu mai nhà đi làm. Hơi cao, nhìn không thấy mụn. Đúng rồi, lấy mụn phải có cái thế này. Ừ, chị thấy cao khó ngồi ghế. Ngang tầm với họ là vừa. Bột rửa mặt đó là phải chị ý là
Tối tối ra đừng mấy phút hả? Mấy phút sau bên đi nhiều hơn này. Cứ 11 là được nha. Cứ 11 tắt để quay cái khác ha. Được bên kia được 10 phút nữa. Mình có thể sót con mồi.